Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Double Gamer. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft. Như đã hứa là một tuần sẽ ra 2 tập nếu mà các bạn sẽ chia sẻ đầy đủ đó. Và nếu mà các bạn muốn Minecraft ra nhiều như vậy thì cứ chia sẻ đầy đủ là sẽ ra nhiều như vậy thôi đó. Bởi vậy là các fan Minecraft là phải chăm chỉ chia sẻ lên nha. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ ghé qua nhà Jackie Natsumi để mà chúng ta coi thử cái nhà bạn đó bự cỡ nào. Ok, bắt đầu nào. Wow. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Jackie và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft 1.8 cùng với anh Nhảy. Giới thiệu về bản thân của mình đi. Hi, xin chào các bạn. Mình là Chris Double Gamer. Thì hôm nay mình sẽ sang nhà Jackie để chơi. Jackie sẽ chỉ cho mình chơi một số cái Minecraft mà. Rồi. Đấy. Thì các bạn cũng biết thì tất cả ai cũng biết anh Rick Dibble Gamer rồi. Thì hôm nay anh đó cũng mới chơi Minecraft. Anh đã chơi được bao nhiêu tháng rồi? Tính ra có 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng anh đã hay quay nhiều lắm mà. Thì quay 6-7 tập là mỗi tập nửa tiếng. Là 3 tiếng rưỡi. Thì bây giờ anh có tin anh đứng đây đi. Hồi nãy anh spawn chỗ này phải không? Anh có tin chỗ này trước đây là một cái biển không? Biển hồ nước không? Em phải lấp lại từng cục đất á, cái xong rồi mới xây được mấy chỗ này nè. Gây em man. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu anh từng ngôi nhà luôn. Wow. Thì anh có thể thấy đây là các công trình mới nhất của em, đấy là cái khinh khí cầu mà em vẫn chưa xây cái cầu thang đấy lên. Rồi mình đây. Ơ khoan, anh có quà nhắn xin cho em tặng nhanh. Ok. Qua đây, mở quà đi cháu, mở quà đi ông già này, anh tặng quà cháu đây, mở quà lên. Thùng nào cũng được phải không? Anh lấy hết cũng được nữa, cho anh á, tặng quà luôn. Rồi, cái gì đó. Shit. Đó, anh lấy ra xài, xài dần cũng được. Anh có hết công cụ ở đây rồi đi chơi. Đó. Quà Noel muộn. Rồi. Hết chưa? Rồi, ok. Rồi thì còn đây là cái tháp Eiffel em xây. Cái này là một trong những công trình em xây đầu tiên luôn. Còn theo anh đây là cái gì? Nghe đây coi. Anh đi vòng coi đi, có cái đây cái gì? Này hả? Ừ. Yeah, ở đằng sau. Thấy giống gì không? Cái đập nước nè. Cái đập nước đó. Cái này là em xây theo kiểu mấy ngôi làng cổ cổ á. Mà em xây bên ngoài hết chứ bên trong em chưa xây bàn ghế á. Anh đi hư vô nhà thì không có gì hết trơn á. Chưa trang trí nữa. Thì có gì anh gắn vô trang trí sao? Ôi mưa rồi. Em có làm cái máy để chỉnh thời tiết. Em ở đây. Ủa gì ghê. Em ở đây nè. Vãi vậy. Có. Anh thấy trời mưa. Em làm vậy để không bị FF không bị giảm. Anh đi còn gõ vô mở ra xong. Đó, hết mưa liền. Đấy. Con chim luôn. Wow. Thì đây là cái máy em gọi là cụ máy vạn năng. Còn mấy cái nút này thì em anh thấy mấy cái nút này vừa chưa? Như đây. Anh thấy cái này vừa chưa? Đây là cái gì? Này giống hộp bắp rang vậy. Còn cái này nè, còn cái này sao? TV phải không? Cái này, còn cái này nữa. Anh thấy giống gì? Gì ta? Cái này cái đồ bồn rửa tay nè, giống cái nhà bếp nè. Cái này là cái gì? Anh coi. Cái cục này nè. Không biết luôn. Hồ cá, thì, hồ cá. Thì đó thì anh có biết em lấy cái đâu không? Không men. Thì mấy cái này á là em lấy từ em xài chỉnh lấy cái lock từ cái đầu á. Có mấy thằng có cái đầu hình TV nè, cái đầu hình blockchain, cái đầu cái này em lấy của mấy thằng thế giới gắn vô đây làm bộ trang trí trong nhà. Vậy. Cũng tiện lợi. Còn đây là kho đồ của em nè, anh vô anh coi. Em chưa sắp xếp kỹ lắm, anh để quá là nhiều đồ. Wow. Từ 1 giờ luôn á, xây dựng còn rác không à. Nhiều cái chưa bỏ nữa. Em muốn rác vô đây nữa. Đó thì anh muốn lấy gì lấy đi. Lấy xong cũng được. Rồi, đây nè. Cái này là chỗ để rửa tay xây nấu nướng thôi, qua đây mới là nhà bếp này anh. Thì đây là cái gì, anh coi giống gì không? Cái này à? Cái lò nướng nè, có toaster không? Cái lò nướng á,
nhìn đúng đẹp luôn. Còn đây là cái ghế để ngồi nè. Rồi anh để ý cái này là cái tủ lạnh, anh bấm nút đi. Anh lít vô cái này nè, ở thấy trong tủ lạnh có rất là nhiều đồ ăn. Đi vô ngay. Đó. Đó nó rơi đồ ăn anh á. Anh lít vào nó rơi ra à. Đù. Đó. Sau này anh cứ làm vậy đi thì nó ra có lạnh. Còn đây là cái rương Ender chắc anh không biết rồi. À, cái rương này không biết luôn. Cái rương này á, là anh là hai cái, một cái để nhà, một cái để một nơi nào đó thế giới á. Anh đi đâu á, anh đeo cái hòm này được, nghĩa là Bãi. không đập bể cái hòm ra thì nó cũng giữ theo mình. Ồ. Thì anh lên đây anh coi này cái gì à. Ồ, tháp đồng hồ Big Ben hả? Ừ, anh mở cửa vô vô chơi, vô chơi nè, vô lên. Rồi, anh lên cầu thang, cầu Ây. thang, cầu thang đó mới vô té rồi. Rồi đi lên 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 nè. Tại em xây hơi cao á. Phải, anh chơi Assassin's Creed thì anh thấy cái phiên bản thật rồi, má phiên bản thằng Minecraft đẹp quá. Ừ thì anh cứ lên đi, em làm cái nơi ngắm cảnh trên đây luôn. Ở đây có cái cục thang nè. Ui lên á. À, trên này lên, trên này quên 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 trên này nè, trên này nè, trên kia là cái nóc thôi, lát lên lên trên này nè. Thì mình thấy đây là cái đồng, đây là cái mặt đồng hồ á. Còn cái cầu thang này là anh lên đỉnh luôn, Lên lên đỉnh à, lên đỉnh. Anh thấy xung quanh đề phòng mà thằng nào trẩu tre nhảy ra ngoài em lắp thằng đầu lại rồi đó. Anh ở đây thì có thể ngắm cảnh được cả thế giới. ôi vãi. Ê, cái nhà bên đây là chùa hả? Ờ lát anh muốn qua chỉ qua đi, đi đi dưới qua chùa, Ôi qua chùa vãi. của Nhật Bản á. So cool man. Ôi trời, anh à, hay anh sẽ nhảy, anh thấy cái gì dưới không? Nhảy xuống dưới luôn đi, nước. Ui, đó, không Ui. chết đâu. Ở đó. Ê, lỡ mà nó chạm vô cái miếng cái bên cái chân. Ờ thì hồi đây. Rồi xin hiểu anh, đây là ngôi làng Nhật Bản. À, Watashiwa. Watashiwa Chaki đẹp. Vô. À, anh muốn nút, 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 nút. Vô. Vô lẽ, vô lẽ, vô lẽ, vô lẽ. Vô. Rồi, vô. Lần lần tiên thấy mấy cái nút ba. Ừ thì đã, anh thấy cái cổng này trên TV trên báo anh cũng thấy phải không? Em quên gọi tên này là gì rồi. Thì anh vô nhà ghé thăm, đến đây thăm mọi người coi đó. Chào thằng này coi. Bây giờ ôi ba thằng sống ở đây đập được rửa không mà. Ê, em xây nhà đây theo kiểu của Nhật Bản. Đây có bàn ghế sách vở ở đây Giáp là samurai nè. ừ. Đâu à, đâu có đâu. Thì anh chưa biết làm lá cờ không ta, Không không biết cách. thì bố anh làm đi. Thì lá cờ ở Minecraft này nó còn làm nhiều họa tiết lắm. Còn đây là cái nồi súp nấu bữa giờ chưa xong nè. Thì mình giới thiệu cái ngôi làng xong rồi anh vô chùa sau ha. Ok. Thì đây ngôi làng, đây là các cây gọi là hoa anh đào cổ thụ rất là cao. Có cái cầu thang đấy mình leo lên. Lên lên cái gì nhà cây thôi à, vô chơi đó nhà cây rồi đi xuống qua nhà mấy nhà tham quan. Thì đây cái cầu này anh, thì em dự định xây ngôi làng qua kia luôn nhưng mà hiện tại thì chưa xong, em chặn đường rồi để không có quái vật nào qua đây đã bắt cầu qua. Thì đây là mấy ngôi nhà, mỗi nhà được có hai ba thằng villager á. Ủa sao Ok. em đem nó về được hay vậy? Tại vì thật ra em biến một con zombie villager thành một con dân làng, xong rồi em bỏ À. vô cái xe rồi đẩy vô làng Ồ, đó là vậy. đó. Ở đây có mấy thằng bảo vệ nữa anh ơi. À, con này đây có cái giếng nè. Ở đây rồi có mấy cái lúa mấy thằng dân làng đi làm. Còn bên đây là cà chua, trồng cà chua ra đó. Vãi. Anh biết cách sinh sản cho tụi dân làng không? Không không. Thì anh cứ xây như nè, mấy cái cửa là anh xây nhiều lên chứ, xong mà tụi dân làng nó tự hú hí với nhau đó. Thấy một đống rồi thấy không? Hồi xưa là em làm có hai con thôi, giờ nó đẻ ra một đống luôn rồi, lạng lưng đủ thứ á Vãi. đó. Giờ trong Minecraft này là lạng lưng đủ thứ rồi. Ủa mà hai thằng nào mình sẽ sao ra kỳ vậy? Thì đó, thì nó ra hai thằng này anh coi nè, đó hai thằng bự con lắm, khoai to, anh đập nó là đập đàn á Tính anh đó. tính quấn quấn thử rồi. Ừ, nó mạnh lắm, anh quất một cái mất nửa cây á. Ở chết kẹt rồi, xong. À, thì đây là hòn nông bộ anh xây đủ thứ cái kiểu rồi. Có ai ở đây không ta? Không.
mấy nhà này thì nhỏ thôi, đây làm ru cho mấy hàng Nhật Bản đó, trồng cây mía rồi cây cây tre thứ. Đâu rồi, làm gì vậy anh? What the fuck? Làm Thử nhảy lên hư mẹ luôn. gì? Anh đây là để chắc cũng xong cái chỗ làng rồi, anh coi đường vô chùa nè. Thì chùa ở đây em cũng đề phòng mà mấy con zombie đi xuống á, em chặn đường rồi. Thì em chưa có trang trí gì trong cái chùa này, em chỉ xem bề ngoài thôi. Thì anh nhìn bên ngoài đẹp hơn chứ bên trong cũng lên lầu cũng không có gì đâu. Mưa nữa, cái nơi này dễ mưa vãi. Còn đây là cái nơi cái nhà cho cái thằng tuyết. Cái đền thờ luôn à, anh dùng sẻ nha, anh đào thì nó sẽ ra tuyết hoàng. Để em tắt mưa đó. Đây, còn đây là cái chuông huyền thoại anh đã thấy trên mạng đây. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Lạc rồi. Đây nè, cái chuông huyền thoại của anh đã thấy trên mạng đây. Đó, Ồ. em mới xây đây thì ủa, cái tượng Phật đâu rồi? Anh thấy không? Không. Ủa có tiêu Rồi, vậy? đi chơi tượng Phật rồi. Thằng nào vô nhà nửa đêm chôn mẹ Phật rồi? Tượng dắt vàng 999 đợi mà. À, anh muốn đi đâu nữa không? Sau chúng này cũng có anh đi thăm trại gia súc chưa? Chưa chưa chưa. Đây đây, cái trại cái nhà nhà ngoài đó nè, bên bên Mỹ gọi là cái gì em không biết. Em xe cứ Mỹ. Như đây đây trứng ngựa heo gà tinh đồng có bò, nhưng mà mấy bò chết hết trơn rồi, em không biết sao nữa. Trước đây toàn là bò mà thằng nào nửa đêm vô hết mẹ bò rồi. Có một con bò ở ngoài anh thấy không, ở đây nè, biết sao nó lọt ra ngoài nữa em không biết nữa. Còn cách gì đó Vãi xây nguyên cái bon lớn. Đấy, bây giờ nuôi ở đây là không lo mất đồ ăn. Đây thì đây là một cái anh nhảy qua đây nè. Đâu rồi, quay vô đây nè, anh nhảy qua cái chỗ này đó. Đây là cái tên lửa, là tên lửa em xây. Thì Phải. anh vô cái nhà này nè, đây đây là có nhiều thứ công tắc tên lửa. Đi đâu vậy? Được rồi. Đó, đứng đây cái thằng tên lửa, nhưng mà tên lửa để chân thôi, làm mẹ gì đâu. À, được được, hình như được á anh. Để em bấm nút cho anh coi nè. Ok. Đấy. Anh coi kìa, anh coi có không? Rồi, ok, thấy rồi. Có lửa không? Chưa, chưa, chưa. Được Nãy không? nãy chị mới thấy Bị hỏng hả? kiểu cái xoẹt mở cái này à. Ủa? Mở cái piston nè. Đó. À, được, đây lửa, đây lửa, đây lửa ơi. Đó. Anh này cần đi chết á. Thì trong mô phỏng chỗ đẹp thôi. Hình Không như ạ. vô vô được nhà đúng không ta? Em có xây cái không lên được. Được không? Thì đây là cái ruộng này của em nè. Anh lên cầu thang này nè. Cái hòm này là em đựng mấy cái món đồ em đã thu hoạch được. Còn anh đâu rồi? Đồ có viên gạch luôn hả? Thì anh đứng đây đi. Thì đó, đây là em xây hai đường bậc thang á, kiểu khoa học anh qua đây đứng, không biết còn hoạt động được không ta. Có nút này thì đó, đó anh coi anh nhìn ra đó, nước đã chảy xuống thì nó sẽ đẩy theo một đống đồ cho mình. Đâu rồi đó What? So cool, man. đó, quá trời, anh chỉ đứng này lụm thôi đó, một đống đồ luôn. Rồi tắt Không phải. tắt cái hệ thống này đi là nước mất hết đó, lụm hết đồ ở đây không đó, trồng một lần xong mà thu hoạch một lần luôn. Thì anh có gì anh qua đây anh hỏi anh coi cách em làm. Không phải. Ở đây nhiều đồ lắm. Ủa, cái này em mở nước lên cái anh bơi xuống luôn. anh đứng đó đi, em bật lên nha. Đó. Rồi, đi xuống. Quá đã luôn. Nãy như là chơi công viên nước. Rồi, tắt nước. Đây là theo anh đây là cái gì? Cái này nè. Đi lên. Cái này gì? Cái này cái gì? Bạn lý Anh thuyết thấy anh à? đó, đi đi coi dạy cỡ nào. Em xây rất là dài anh ơi. Não vãi. Em xây cái này mất 3 tập lận thì cỡ 12 tiếng á. Chỗ này em vẫn đang xây tiếp tục.
nên chưa xong. Cái dài lắm, thấy hết chỗ này luôn. Trên đó là hết rồi. Đó, đi lên. Rồi anh thấy cái có thì gió kìa. Đó là cái. Wow. Ừ, giờ đi xuống lại mới qua lại. Ghê quá. Hả? Đi xuống nào. Ô. The fuck. Anh hình chưa lên lầu chúng ta. Chưa dẫn anh lên lầu coi cả quán cà phê. Ôi phải, có luôn à. Vậy quán cà phê trên lầu đó, anh thấy cái móc sáng chiếu lên trời không? Hả? Vô nhà lại. Vô nhà lại coi quán cà phê ngày xưa làm. Ôi, ngày xưa chỗ này toàn là nước không mà em xây xong đắp hết nước. Ê, đây là phòng ngủ của em, chưa trang trí được nhiều. Còn đây là quán cà phê nè, có hồ bơi ở đây nữa. Đó, đây kiểu modern house á, rồi trên đây làm cái anh sẽ biết. Đây, cái này anh chưa xây bây giờ không ta? Chưa, máy chưa. Cái này nè, nó móc sáng lên đó. Thậm chí cái kế bên chưa xây, ừ. Cái này dùng để ép đồ á anh. Anh phải có level mới ép đồ được. Anh mới vô chắc không có level đâu. Không có. Thì bây giờ còn một chỗ cuối cùng là có thi gió lên ngắm cảnh chơi. Okay. Đi. Rồi, nhảy xuống luôn mà. Đi đi đi, đi qua cái cầu này luôn. Đi qua đường vòng mùa này. Holy. Đây này, cái đường mừng gỗ. Đây. Đi à. Anh đi cái này vào ban đêm mới đẹp chứ ban ngày chứ không đẹp lắm. Giờ đi. Thì đây cũng là cái có xe gió kiểu cổ xưa. Đi theo đường này lên. Ê, thôi cứ, ui. Ủa map này của em là survival hay creative nha? Survival á anh, em cứ... Vãi. Đó, anh đứng ở đây, anh đang ngắm cảnh cả thế giới ở đây luôn nè. Đó. Đứng mình ngắm cảnh. Wow. Thì hết công trình rồi đó thì anh có thể làm cái gì ở đây anh chơi xung quanh đây chơi. Anh coi có gì làm không? Đã quá. Đi đánh rồng đi men. Rồng mà em giết rồi anh ơi. À, bản bản chính thì có thể hồi sinh lại rồng. Thì anh có cái gì anh coi để giao nhiệm vụ anh coi có gì làm không? Anh biết cái công ty No Chim không? À biết. Đó anh có quảng cáo không ta? Có, hay thấy em quảng cáo lên có cái kéo với con hình con gà. Ờ, công ty No Chim để cho anh phát anh cái kéo anh làm nhiệm vụ rồi. À đâu rồi? The fuck man. À đây nè. Đây cái kéo anh cho anh sắt luôn nè, làm cái kéo. Anh biết công thức làm kéo không? À biết. Cho anh sắt. Có hai cái đó. Rồi. Đó. Anh làm cái kéo đi. Đi. Đây cái kéo của công ty nuôi chim. À, anh đưa lại em lại cái kéo đi. Em đổi tên lại. Ủa anh chưa nhặt cái kéo. Không thì đưa sắt đây. À, sắt. Đi em biến thành cái kéo của công ty nuôi chim. Đây. Kéo tỉa rồi vô cái đền thờ, nhà thờ rồi xong. Chi phí là như ta. À. Kéo lộn. Kéo nồng chim. Vậy, vô chùa một cột cũng đổi tên này. Đó, anh coi đây. Kéo nồng chim. Đó, phải sàn hiệu chứ. Vô xây, anh bây giờ vô anh cắt con cừu rồi. Hàng cũng tôi là đảm bảo cắt một phát là phơi liền. Đây. Em, anh biết cách nhuộm màu không ta? Anh hồi nãy, anh có lấy mấy cái lóc màu không? À, có lóc màu anh. Không, cái màu á. Đây không? Thì để anh đứng đó để em lấy màu mè lên. Thì anh vô đây anh muốn học hỏi gì anh có hỏi em. Thì anh chỉ anh vô áp dụng vô giúp anh. Cái nhà mấy thứ gì đó. Rồi anh muốn con cừu màu đỏ hay con xanh này. Đây. Ôi. Tự nhiên nút trơn rồi. Môi trường đó anh cắt mẹ hết tụi nó rồi. Không có đổi tụi nó kìa.
Mình cho ăn tụi nó hột lông rồi. Anh có cầm đũa không? Đó, tụi nó ăn đi. Một con màu đỏ, con màu trắng nó cũng ra tỷ lệ ra một con màu đỏ nữa. Đây, tụi màu nè. Dũng được rồi, dũng rồi. Con đỏ, con xanh. Không biết ra con một tiếng không nữa. Đấy, nó ra mấy con rồi nè. Như anh thấy cái đặt bản tên cho nó có một cái click là à, cho nó được ngược đúng không? Tùm lum màu luôn. À, tùm màu thì em hình như em chỉ có cái dây, cái đổi tên đã phải như lũ dân làng nó đổi được. Thì anh muốn build cái gì không? Vô đi build. Còn nhiều chỗ nó anh coi có cái gì build không? Ồ, cái này là cái gì đây? Thì em chết cha chưa chỉ anh thì chỗ này là cái đền Hy Lạp. Ôi. Cái đền Hy Lạp em xây mô phỏng. Đây. Còn đây là ngôi nhà cho mấy con chó nó ở, nhưng mà zombie nó vào nó tấn công anh coi nè, sập nhà. Sập nhà luôn. Đó. Rồi anh coi anh muốn xây cái gì không? Hay anh muốn hỏi em cái gì về cái thế giới này không? Hỏi á. Ủa mình nếu mà ừ. Ủa sao làm đứa cái này ảo vậy? Thì đâu cái gì? Đây nè. Anh gắn mấy cái lock vô thì đổ nước vô thôi, chảy xuống. Ủa được luôn hả men? Chứ anh nghĩ nước ở đâu? Ủa anh nghĩ kiểu phải làm nguồn nước đồ. anh đổ nước thì nó chảy xuống thôi. Ồ. Ok, got it. Anh muốn đi chơi, đi săn mấy con zombie với đi ngủ không? Ok, cũng được. Anh có kiếm chưa? Chưa luôn. Có giáp chưa? Chưa luôn. Đây, trang bị danh luôn. Cái này là cái gì không? Hả? Cổng xuống đi ngủ á. Ôi phải. Chứ anh chưa nghe à? Chưa nghe nghe. Phải không? Có thấy mấy fan nó hay thách nhưng mà đâu biết làm đâu. À, thách anh vô cổng đi ngủ phải không? Đây, em cho anh bộ giáp mà em không xài nữa. Bỏ giáp bỏ giáp nói chung là đồ thừa. Đấy, thằng bé trai anh vô mặt đi. Ủa sao nó tím tím đẹp vậy? Tím tím này em nâng cấp lên ha. Rồi cho anh cái kiếm anh biết cái anime này không? Ủa gì nghe so đi nhầm bì á. Rồi mặc giáp vô em cũng không còn giáp, em đổi cái mũ là được rồi. Cái mũ cái vậy rồi xong đi. Ui, nó vô nhà, nhìn cái đi. Đó, nó vô nhà mình kìa. Đập chết cha nó. Vãi, nó spawn trong nhà được luôn hả? Em quên cấm đuốc. Đây. Thì vô cổng, chúng ta cùng nhau đi. Anh chưa vô trước đi. Đứng lên đó rồi, đứng yên. Ủa, đứng yên? Đứng yên. Đi xuyên qua anh. Đi xuyên qua, đó. Anh sẽ vô một cái giới khác. Nghĩa, là cái giới. Ủa, con gà nè. Anh đi gà nè. Rồi, đâu rồi? Quá. Anh lần đầu tiên anh đến đây luôn phải không? Hả? Có con cừu nè. Tại anh đi qua cái cổng của anh nên nó vô được cái giới này luôn. Thì em có lắp mấy cái cục đất này để đánh dấu đường. Thì đây có con heo á, anh muốn với nó con này không? Ok. Thì bình thường á là đánh nó không đánh này mình đâu, nhưng mà khi mình đánh nó thì nó đủ một đàn nữa đọc mình luôn á. Vãi. Đó. Bây giờ. Đâu. Đâu rồi. Đó. Nó đủ, nó gọi để đánh kìa. Đó. Con này anh lắm. Khi giết nó thì nó rơi cái kiếm bằng mấy cục vàng. Ủa mấy cái này không đánh được rồi. Ủa sao. Ủa sao đứng hết trơn người ta. Hello. The fuck. Sao đứng rồi, sao free mẹ rồi. Hả? Sao đứng hết trơn rồi. Anh chết rồi kìa. Anh chết. Ôi. Anh xin chưa. Anh bị nát rồi. The fuck. Má tưởng anh bị ngáo, bị chết, giết. Từ từ để anh bay vô lại. Rồi, hồi sinh nè. Anh hồi sinh ở nhà phải không? À. Em về nhà. Ôi, tôi đang quay cha nhà đâu rồi. Anh quay lại đi. Anh vô lại đi thám hiểm nói tiếp đi. Vô lại. Ok, chờ anh tiếp. Rồi, vô đây. Tưởng anh ngáo, đứng yên cho nó đánh. Ủa sao tự nhiên anh thấy mọi người đứng hết trơn luôn? Ảo lắm. Lâu nó lắc vậy đó. Nó vô trong đây. Mình rồi. Holy shit. Đấy, đi xuống nào. Ở đây có gì? Ôi, máu ghê à. Anh nói chưa?
Còn đồ. Nãy chôm được 10 con gà của em. Ăn đi. Đi sợ lạc đường á. Thì em chỉnh mãi cái inventory rồi nên chết không có đồ. Hên. Thì đi dọc kiếm lô đài chơi. Ở đây có lô đài á. Mà em quên mẹ lô đài nó ở đâu rồi. Hình như qua chỗ này thì sao á. Em có để lại nó dấu đường nè. Đây. Mấy cái thằng này đây. Đập chết cha nó. Anh đừng có bay vô lava nha chết á. Úi trời ơi. Ôi tụi này vô lava không cháy hả ta. Không tụi này kháng lửa mà. Nó bơi được luôn không có gì. Ôi nó còn con nè. Ôi no. Ôi no man. Em chết anh không. Ôi em chết luôn rồi. Oh, fuck. Anh hồi sinh ở đây ở đâu. Anh hồi sinh nhà. Đi anh qua đây, anh qua đây. Khoan. Về nhà. Về nhà nè. Đi ngủ đi. Ngủ đi. Anh xin nhà luôn. Về nhà. Em về bên đây. Đi ngủ. Rồi. Ừ. Trời ơi, giường gần nhau quá. Rồi đi. À, buổi sáng rất là trong lành. Không có gì cả. Thì tổng đốt hết trơn rồi. Đây. Đâu rồi. Em mặc giáp có hai cái này nên không bảo vệ được. Anh nghe tiếng gì không? Ơi tiếng gì giống ma ghê không em? Tiếng giống con em bé khóc phải không? Đó. Con này em hồi xưa em chơi em nổi như gà luôn á. Cái tiếng nó nghe ghê lắm. À, anh sợ nhất mang nít. Chết cha rồi, con đem cung rồi. Phải có cung nó thôi cầm kiếm luôn với nó luôn. Đi. Con này giống như con nít vậy anh ơi, cái mặt nghe con nít vậy á. Nhìn thấy ghê lắm. Nhìn nghe tiếng nổi da gà của em. Nó rên. Ở đó. Cái thằng này chắc nó ở bên đây nè, nó biết bay. Phun lửa đó. Không biết bay phun lửa nữa, không có cung sao bắn ta. Ui, mấy con heo này nữa, đập chết. Ui, nó vô sâu quá. Thôi được người gần. Mà bò bơi. Em không biết cái lâu đài ở đâu nữa. Chiếm em mạnh lắm, đánh cái bay sao luôn. Lâu đài ở đâu trời. Quên mẹ rồi. Ê, đâu vậy. Ôi, cưỡi gà nữa. Đâu, rồi cưỡi gà. Ôi, thằng này chết rồi. Ui, má ơi, em chết. Mấy con này mạnh lắm ơi. Mạnh hơn như mình thử. Lên. Đó. Mấy này mạnh lắm, nó cầm kiếm mà. Anh ăn đây, ăn đầy máu đi, ăn đầy á. Rồi, ăn rồi. Rồi, anh đi thêm mấy cục đất này nè. Em không nhớ nữa, không nhớ đường nhưng mà có thể là nó dẫn đến lâu đài. Ngày xưa đi lại cái lâu đài. Ok. Ở đâu vậy? Còn xe xuống dưới không trời? Mấy cục đất mất tiêu rồi. Ê, xin lưng anh kìa. Mày lén không anh đi mày nhường không đây như đường này nè rồi đây này hình như em đi lắp đất đi đường này để xuống dưới ngày xưa là em kiếm con lâu đài anh có cuốc không thì anh chưa gặp cái này phải không từ có đem theo cuốc nè mấy cái lóc trứng trắng nè anh đào ra thì nó ra hạt anh á thạch anh để xây nhà để đẹp thôi. Đó. Anh để bốn cái lóc để hình vuông á, nó ra một cái. Ra một cái lóc anh thử đi. Đây nè. Bốn cái hình vuông, nó ra một cái lóc màu trắng. Đó. Cái này để xây nhà đẹp lắm. Thì ra là em xây cái nhà em bằng cái này. Ừ. Từ đây đến đây em điểm bí rồi. Cục đất mất tiêu rồi. Đây thì hết đường rồi ta. Em nghĩ là đi đường này nè. Đúng rồi, đi đường này nè. Phải không? Anh nhìn từ nha. Đó, đúng rồi, đúng đường rồi. Cục đất ở đây. Từ xưa đánh dấu lại chỗ này. Người ngốc anh chơi, anh không phải làm vậy nè. Ồ. Anh kiếm lâu đài bên đây, tại lâu đài nó có đồ. Ui, nó tìm mình nè. Ôi, xin lỗi anh nè, xin lỗi nè. Ôi. Ok thì mình sẽ chào tạm biệt Jackie ở đây và mình sẽ quay về với thế giới xinh đẹp của mình. Thế giới Jackie đẹp không bằng đâu. Thì mong anh
qua đây anh học hỏi được một số điều thì anh áp dụng vô channel của anh. À, cảm ơn Jackie nhiều nha. Rồi các bạn hãy ghé thăm channel của Jackie và kiểm tra những cái video của Jackie rất là thú vị. Vâng, và chúng ta sẽ trở về với cái thế giới ba bằng bằng D của chúng ta. Và nói chung á là cái thế giới của Jackie không có bằng được cái thế giới ba bằng bằng D của mình đâu. Tại vì thế giới của Jackie là xây theo kiểu đẹp, còn mình là cũng là đẹp nhưng mà đẹp kiểu trừu tượng, mấy bạn hiểu không? Đó. Thế giới của mình nó có cái tượng nữ thần da đen của thằng nô lệ, thấy không? Rồi có sân banh bé xíu xíu, có gì nữa. Có ngôi nhà bằng cát vậy thôi đó. Ừ. Là thế giới mình nó đẹp theo kiểu trừu tượng. Và nó có một cái hòn đảo và có một bông hoa nhỏ đó nữa. Saki làm gì có cái đó đúng không? Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video của mình thì nhớ để lại một like và một subscribe. Ngoài ra hãy chia sẻ trên 300 chia sẻ thì ngày mai sẽ có clip tiếp cho các bạn xem. Và những cái chia sẻ và cái like của bạn rất là quan trọng vì mình đang thi một cái cuộc thi. Đó. Nên những cái đó tuy là nhỏ bé nhưng mà tất cả các bạn gộp lại thì nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều đối với mình. Và ngoài ra thì các bạn hãy bạn nào mà chưa biết Jackie Natsumi thì cứ xem thử channel của bạn đó. Link thì mình để ở phần credit á. Đó, thì các bạn mở ra phần description là thấy liền. Rồi, thì hứa hẹn là sẽ chơi cùng Jackie một ngày nào đó nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt Jackie. Đó. Và bây giờ thì mình xin chúc các bạn có một buổi tối và một buổi chiều thiệt là tốt lành. Yeah, và chúc Jackie sức khỏe nha. Yeah. Rồi sao? Bà Bảy bán cá được 2 con cá. Rồi con cá cắn đít bà Tám hả? Ừ. Ồ, nó không cắn đít bà Tám mà nó cắn vú bà Tám. À không sao, không sao, tại vì bà tám cái vú nên không sao. Ồ rồi, hết câu chuyện rồi. Ông này cọc tại vì là cắn vú bà Tám mà không cản lại.